Khi những chồi non bắt đầu trỗi dậy, vạn vật như lại bừng lên một sức sống vô biên và lòng người cùng hòa chung với đất trời rộng mở, cầu mong bình yên đến với mọi nhà, bởi khi ấy là mùa xuân đang về. Mùa xuân về theo nhịp chân của con ngựa chạy, theo dòng quay của bánh xe thổ mộ, đưa những người xa quê về đoàn tụ với gia đình. Mùa xuân về trong mùi hương lúa chín, trong sự say sưa hạnh phúc của lòng người. Bên bếp lửa hồng ngày xưa đang đỏ lửa, mẹ đợi cháu con về vui Tết với gia tiên. Bởi dù đã hơn 300 năm, hay trong khoảnh khắc hiện tại, người Nam Bộ mình vẫn nhớ Tết là nhớ đến cội nguồn xưa. Tết Nguyên Đán trước hết là Tết của gia đình. Người Việt thường có tục, hàng năm mỗi khi Tết đến, thì dù ai đi bất cứ đâu, làm bất cứ nghề gì, cũng mong được trở về sum họp với gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên và sống lại những ngày đầm ấm trên mảnh đất quê hương thân thuộc. Tết là ngày lễ tiết quan trọng trong năm của cư dân Việt, càng là ngày quan trọng hơn đối với cư dân trên vùng đất mới. Với quan niệm cổ truyền, Tết là lễ hội của cả người đang sống và những người đã khuất, là cuộc họp mặt của nhiều thế hệ, nên việc đi thăm phần mộ của ông bà tổ tiên mà người Nam Bộ gọi là đi rẫy mã là việc phải làm trước hết. Ngày cụ thể tùy theo sự ấn định của từng họ, từng gia đình, thường là trong tháng Chạp. Nay là ngày 25, ngày tảo mộ ông bà trong gia tộc Kiến Họ Đào, ông bà nội ngoại tương tề cảm ứng chứng minh nhậm lễ. Khi đến mộ phần, sau khi cúng hương đăng, hoa quả cùng giấy tiền vàng bạc rồi đốt đi, mọi người mới bắt đầu dọn mã. Lễ cúng này như lời mời thân nhân đã quá cố về nhà ăn Tết với gia đình. Thì bây giờ đây là cũng là cái truyền thống, nghĩa là của trong cái dòng họ, nghĩa là Kiến Họ Đào. Từ hồi nào tới giờ thì đến đây thì nghĩa là lên tảo mộ đã xong, thì nghĩa là chú cũng có nghĩa là đâu lời để rồi giáo dục con cháu sau này nhớ theo cái truyền thống của ông bà, để đặng nghĩa là tiếp tục nghĩa là làm theo. Cái ngày giấy mã này cũng như là cái ngày đi thăm ông bà, lên đây để tạo mộ mà giấy mã cho coi như là mình giấy cái nhà mã ông bà, cũng như là một cái nhà mình lên mình làm cho nó sạch đẹp. Để trong 3 ngày Tết ông bà về nhà quan Tết cho mình quý mến ông bà, thương bà, cái tình thiêng liêng nó cao cả, mình nhớ ông bà đã sinh ra mình, lên đây để mình làm vậy cho nó có cái lòng. Khi làm cỏ chỉnh trang xong một cái mã, người Nam Bộ đánh dấu vào một cục đá hoặc hòn đất rồi đặt lên đó tờ giấy vàng bạc. Sau ngày 25, nếu thấy còn mã chưa đánh dấu, tức là mã vô chủ, thì người ta huy động gia quyến đến đốt nhang làm cỏ, cốt không để một ngôi mộ nào hoang vắng lạnh lùng trong những ngày Tết. Không khí Tết được khởi đầu từ 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sửa lễ tiễn đưa ông Táo về trời. Canh 3 giờ tí, ông Táo ở phương Nam về trời bằng cò bay ngựa chạy, chứ không phải bằng cá chép như ở ngoài Bắc, hay con ngựa đồ mã đủ yên cương như ở miền Trung. Lễ cúng tiễn Táo Quân có nhang đèn, xôi chè, trái cây và không thể thiếu dĩa mứt kẹo theo lèo. Lời tiễn Táo Quân giản dị, ngụ ý mong Táo Quân về trời, báo cáo việc nhà trong năm qua và xin trời gia ân cho năm mới làm ăn khấm khá, gia đình thịnh vượng. Hương đăng hoa quả về sau, rồi ông Táo dùng ngựa dùng cò để về tâu lại phía thiên đình. Nam mô Di Đà Phật phù hộ độ cho trong gia ngôi con cháu của Hoàng Phan được bình an mạnh giỏi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô. Người Nam Bộ thờ và cúng ông Táo ở cả 2 nơi. Táo thờ trên gian nhà chính gọi là Táo Phật,
Táo thở ở trong bếp gọi là táo bếp. Người Nam Bộ quan niệm chỉ có táo Phật mới về trời trong ngày 23 tháng Chạp, còn táo bếp thì vẫn ở lại gắn với củi lửa hàng ngày. Ở miền Nam, từ trung tuần tháng Chạp, mà đặc biệt là sau ngày cúng đưa ông táo, phố xá, chợ búa đã bắt đầu có vẻ tết thêm lên, rồi mỗi ngày thêm nhộn nhịp. Mấy buổi chợ cuối năm lại càng tưng bừng tấp nập hơn bao giờ hết. Các làng nghề trồng hoa phục vụ Tết cũng tất bật chuẩn bị cho hội hoa xuân. Khi đi chợ Tết, không ai là không ghé vào hàng dưa hấu. Từ lâu, dưa hấu đã trở thành một hương vị Tết đối với bà con nơi này. Dưa hấu vừa ngon lại vừa rẻ, nhà nào nghèo cũng có thể mua vài quả, trước để cúng ông bà, sau là dùng để đón xuân. Tết là bắt đầu cho một năm, người ta phải đón xuân trong một khung cảnh sáng sủa, sạch sẽ và đẹp đẽ. Do đó trước ngày Tết, sau khi rẫy mã, cúng ông táo xong hay đi chợ Tết về, người ta bắt đầu quét dọn nhà cửa, trang hoàng trong nhà để đón năm mới. Những đồ đồng được con cháu đem đánh bóng, án thư, mâm bàn, bát đĩa cùng với tất cả các tự khí đều được lau chùi lại kỹ lưỡng. Các y môn cũng được đem giặt lại hoặc thay thế. Người Nam Bộ luôn lấy việc thờ phụng tổ tiên làm gốc, bởi với họ, biết hiếu nghĩa với tổ tiên thì mới có thể thành người. Do đó, trên bàn thờ gia tiên luôn được chú ý trước hết, với một sự thành tâm và ngưỡng vọng nhất. Cách đây hàng ngàn năm, người dân Việt đã quen trồng cây ăn trái quanh vườn nhà để có hoa quả dâng cúng ông bà, cha mẹ và vui thú điền viên. Thì hôm nay, cây trái vẫn được trồng ngày mỗi nhiều ở vùng đất này. Những vườn cây ở miền Nam cho ta thấy cái quý giá của truyền thống lập vườn, lập nghiệp của cha ông từ ngàn xưa vẫn còn tỏa rộng đến bây giờ. Ở thôn quê, người ta sống quanh năm cùng cây trái. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, họ lại ra vườn, hái những thứ quả ngon nhất, đẹp nhất đem về để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Những ngày cuối tháng Chạp luôn là những ngày bận rộn. Hàng quán thì chuẩn bị để vào phiên chợ Tết, nhà nhà thì đều soạn lễ cúng đón ông bà. Việc chưng cúng ở bàn thờ phải luôn thể hiện sự tươi mới, lâu bền, sung túc. Vì thế trước bàn thờ của người dân Nam Bộ luôn có mâm ngũ quả gồm dừa, sung, đu đủ, dứa, xoài và mãng cầu, ngụ ý thỏa mãn những cầu mong có được sự đầy đủ, dư xài, sung túc trong suốt một năm. Còn hoa thì trên bàn thờ luôn có ít nhất một trong hai loài. Hoa mai biểu trưng cho sự may mắn, hoặc bông vàng thọ biểu trưng cho mong muốn được sống lâu. Lưu dân người Việt hành phương Nam, Tết đến nhớ quê, nhớ nhà. Từ bao đời nay vẫn tổ chức Tết với đầy đủ sự linh thiêng của truyền thống và sự phóng khoáng của con người trên vùng đất mới. Ở đấy, sự bình yên, ấm cúng trong mỗi nếp nhà luôn được người ta coi trọng, vun đắp. Tết đến, trong cái không gian và thời gian đầy hạnh phúc ấy, những chiếc bánh tét để đón xuân sẽ được tạo thành bằng đôi tay khéo léo của người phụ nữ trong gia đình. Ở miền Bắc, trong ngày Tết, giỗ kỵ, các lễ hội cổ truyền, có bánh dày, bánh chưng để dâng cúng tổ tiên, thì ở Nam Bộ, bánh tét được liệt ngang hàng, coi như là bánh tổ. Người dân ở đây chế biến bánh tét một cách tài tình và phong phú, tùy theo địa phương mà thêm các gia vị cho thích khẩu. Công việc gói bánh khá tỉ mỉ. Trước tiên, đem nếp và đậu xanh do sạch để ráo nước. Lá dứa đâm nhuyễn, lọc lấy nước, trộn hòa vào nếp. Đậu xanh cà đãi vỏ để sống. Thịt ba rọi cắt vuông vắn, đặt theo chiều dài đòn bánh,
đã được ướp trước với hành, muối, đường cho thấm. Có như thế thì thịt vừa trong vừa đẹp, để khi tét bánh ra, thịt hòa tan vào nhân đậu xanh, ăn nghe vừa mùi béo của thịt, vừa mùi của đậu, vừa dẻo của nếp. Nhiều gia đình ăn chay thì gói bánh tét nhân ngọt, nhân đậu xanh có trộn đường. Hai đòn cột thành cặp một, có dây quai để xắt cho tiện. Khi có làm quà tặng bà con thì có đủ đôi, chẳng cặp. Ngoài bánh tét ra, người Nam Bộ còn làm bánh ít để cúng và mời khách trong những ngày Tết. Thường thì người ta bắt đầu gói bánh vào ngày 30, nhưng cũng có nhà thì làm vào ngày mùng 2 Tết, để mùng 3 dâng bánh cúng tiễn đưa ông bà. Có lẽ những giây phút bên nhau trong khoảnh khắc này thì không ai có thể quên được suốt cả cuộc đời. Một cảnh sắc đặc biệt Tết của nông thôn Việt Nam là trong sân mỗi nhà và trên sân đình chùa của làng đều có cây nêu. Theo tích xưa, cây nêu là bằng chứng của cuộc giành giật đất đai giữa người và quỷ. Phong tục của Việt Nam, 30 Tết thì phải có cây nêu. Cây nêu trong này lý do là ở trong cây nêu nó phải có cái giỏ. Trong cái giỏ nó đựng trầu cao, muối gạo, đồng thời là có lá bùa tứ tung. Lá bùa này mục đích của từ xưa để lại đó, nói là đẹp của thái thượng lão quân, lá bùa tứ tung, nghe là để đó, treo lên đó tặng mà ba quỷ gì nó có tới đi đó là nó thấy cái đó, nó thấy cái bùa này nó sợ. Để như vậy để cho bá tánh con cháu người trong xã bình yên, không có cái gì xảy ra. Để tôi gói lại, nó phải vậy. Đó, muối gạo. Cây nêu là biểu tượng của cây vũ trụ, nối liền giữa đất với trời. Trồng nêu là với dụng ý, ngọn nêu vươn lên đón mùa xuân, đón ánh sáng mặt trời, và cũng là để biểu hiện thế áp đảo với quỷ. Tết đến, người Nam Bộ cũng dựng nêu vào ngày 30 tháng Chạp. Trong khi miền Bắc dựng nêu vào buổi trưa, miền Trung vào buổi chiều, thì miền Nam lại là lúc chạng vạng tối. Chợ Hoa Xuân, đặc trưng sinh hoạt Tết cổ truyền Nam Bộ, góp mặt muộn hơn vào không khí những ngày Tết, thường là từ ngày 26 trở đi. Chợ Hoa Xuân ngoài ý nghĩa như dấu hiệu đặc thù của mùa xuân Nam Bộ, còn là thú chơi tao nhã, thể hiện cốt cách lãng mạn của người dân nơi đây. Trong hương sắc hoa, người miền Nam dành một tình cảm đặc biệt cho những cành mai vàng. Cũng như hoa đào ở miền Bắc, hoa mai là loài hoa bền bỉ sức sống, lâu tàn. Đó là biểu trưng cho mùa xuân phương Nam. Từ giao thừa cũng đã đến, vào khoảnh khắc hai năm cũ mới gặp nhau và ly biệt. Giao thừa chính là điểm hội tụ và phân ly ấy. Đó là thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Thời khắc ấy, trái tim con người như ngưng động, để rồi đập nhịp hân hoan đến vô cùng. Người dân Nam Bộ có thói quen đi lễ chùa ngay trong đêm ấy để cầu xin chư Phật phò hộ độ trì cho bản thân và gia đình suốt năm được an khang cát khánh. Họ đến để xin lộc bằng cách đốt một nắm hương hoặc một cây hương lớn, đứng khấn vái trước bàn thờ, rồi mang về vài ba nén hương gọi là hương lộc để cắm vào lư hương trên bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thổ công ở nhà. Ngọn lửa là tượng trưng cho sự phát đạt. Vì thế họ cho rằng lấy lửa từ các nơi thờ tự linh thiêng mang về, tức là xin Phật Thánh phù hộ cho được phát đạt tốt lộc quanh năm. Dỗ tổ, thờ cúng tổ tiên là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Phong tục thờ cúng tổ tiên của từng gia đình, dòng họ, xóm làng đã được định hình ở nước ta từ rất lâu đời. Từ việc thờ cúng ông bà, cha mẹ trong gia đình, tiến đến tôn thờ các vị tổ tiên của một làng bản. Chính vì thế mà cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17,
những lưu dân xứ Ngũ Quảng bắt đầu vào Nam để khai hoang, lập ấp. Dù mấy trăm năm đã trôi qua, với biết bao nhân duyên và hệ lụy, nên tự những người đi khai hoang thuở ấy đã có những biến đổi lớn lao để tồn tại, hòa nhập và phát triển. Dẫu vậy, những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống vẫn không hề mai một. Bởi trong tâm thức, dù ở đâu, đi đâu, làm gì, thì trái tim họ, trái tim của người Nam Bộ vẫn một lòng hướng về tổ tiên. Trong ngày mùng 1 đầu năm, người dân mỗi làng đều quy tụ về ngôi đình của làng mình để soạn lễ và dâng lên Đức Thành Hoàng nén hương thành kính. Bởi như cụ Phan Kế Bính trong sách Việt Nam Phong Tục đã viết: tục phụng sự tổ tiên của ta là một lòng bất vong bản, cũng là nghĩa cử của con người. Sự bất vong bản ý là không mất gốc, không mất gốc là giữ được truyền thống tốt đẹp xa xưa. Nó có sức truyền lệnh to lớn, chẳng ai biểu ai mà cứ đời đời tiếp nhau thực hiện. Bởi lòng thành kính và nghĩa cử ấy chính là sự thiêng liêng của đạo lý làm người. Người dân Nam Bộ thì lúc nào cũng phải nhớ cái nguồn gốc ông bà tổ tiên đã khai phá cái vùng đất Nam Bộ cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay được an khang thịnh vượng. Từ chỗ đó, ngày mùng 1 chúng tôi đến bái yết tôn thần để tưởng nhớ đến ngài đã có công cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay. Tết đến, trung tâm quy tụ của gia đình, về không gian là bàn thờ tổ tiên, về thời gian là bữa cơm cúng ngày đầu năm dâng lên ông bà, cha mẹ, còn gọi là lễ chính đáng. Chính đáng là lễ cúng quan trọng nhất mở đầu cho cả năm, nên được người Nam Bộ rất chú trọng. Vì vậy, bao giờ gia đình cũng đoàn tụ đông đủ. Chim có tổ, người có tông. Trong gia đình thân tộc, mỗi dịp xuân về là lúc con cháu ở xa trở về với quê hương, làng xóm. Đứng trước bàn thờ gia tiên, khi nén nhang được thắp lên, cái gì trần tục hay sự vướng bận, lo toan sẽ tự nhiên gác lại. Người sống và người chết như không còn chia cách, quá khứ và hiện tại như hòa quyện với nhau. Dân gian có câu: cây có gốc mới nở nhành sinh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta có gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình. Vì thế, đây cũng là dịp để họ nhắc lại công lao vất vả của ông bà đã gây dựng nên cơ nghiệp và dạy cháu con biết vươn tới tương lai thiện mỹ, biết nhớ cội nhớ nguồn, biết nhớ nghĩa mẹ ơn cha. Người Nam Bộ không chỉ chú trọng việc thờ phụng tổ tiên nhà mình mà còn tôn trọng cả tổ tiên của nhà khác. Vì thế, khi đi lễ Tết, bà con hàng xóm vào nhà là phải đến lễ trước bàn thờ gia tiên trước, rồi mới ngồi nói chuyện, uống nước, ăn bánh mứt. Đối với người Nam Bộ, đến nhà nhau chúc Tết cũng là một lễ tục gặp nhau lúc đầu năm. Ai cũng tỏ ra hồ hởi, tay bắt mặt mừng và không quên chúc nhau những điều tốt lành nhất. Về với chú Hai, và tôi xin thay mặt cho tất cả anh em trong bà. Thì hôm nay chúng tôi đến đây là nhân dịp xuân đến Tết về, trước là dân thủ cho ông bà. Phần dân tổ đã xong thì giờ tôi cũng xin phép là chúc cho gia đình chú thím và tất cả các cháu bước sang năm mới được an khang và thịnh vượng. Cảm ơn chú Sáu. Còn thì tôi cũng xin gia đình cũng cầu chúc trước nữa là bác Tư, chú Sáu và cùng các anh em có mặt đây thì năm mới được nghe là dồi dào sức khỏe, làm ăn là vạn sự như ý, tấn tài tấn lại tấn bình an. Thêm một năm người ta lại thêm một tuổi, đó là điều đáng mừng. Bởi đối với người già là tăng thêm tuổi thọ, đối với các em nhỏ là thêm tuổi để lớn khôn. Trong mỗi chiếc phong bao lì xì bé nhỏ ấy, gói trọn lời chúc cho con cháu một năm mới yên bình. Cũng như bao người dân trên mọi miền đất nước,
người Nam Bộ rất tha thiết với Tết. Bất kể là ở thành thị hay nông thôn, quanh năm vất vả, Tết mới là dịp có thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Bao nhiêu lo toan người ta gác một bên để hưởng thú xuân cho đầy đủ. Người ta đón Tết một cách nồng nàn, người ta đợi Tết một cách trịnh trọng, người ta vui Tết một cách náo nhiệt, hân hoan. Trong trái tim của mỗi người, mái nhà không chỉ là nơi để ở, không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nơi để cháu con giao hòa với ông bà, tổ tiên, đất trời. Nơi ấy họ được che chở, bảo vệ, được truyền thừa sức mạnh và ân đức của lớp người trước để lại cho lớp người sau. Và cũng ở nơi ấy, cháu con có bổn phận tri ân ông bà, thánh thần và sửa mình sống sao cho xứng đáng. Chính vì vậy, dù có vui Tết đến đâu, thì người ta vẫn không quên giữ lễ với những vị phúc thần mà cúng cái lễ Tết nhà trong ngày mùng 1. Ở nông thôn, đời sống kinh tế của người dân gắn bó với nông nghiệp, cây cối, vườn tược, gia súc, nên vào ngày mùng 3 là ngày Tết vườn, Tết chuồng. Gia chủ soạn một mâm lễ khấn cúng thổ công, thổ kỳ, thổ địa, thổ chủ, phù hộ cho vườn đất, gia cầm, gia súc được sung mãn. Từ đó tiền của được sinh sôi. Còn ở những nhà quanh năm sống nhờ vào huê lợi cây trái, thì họ làm lễ cúng Tết vườn để tỏ lòng thành kính, biết ơn và cảm tạ ông vườn, bà vườn đã cho họ cây trái xanh tốt và cuộc sống sung túc ấm no, đồng thời cầu xin trong năm tới mùa màng sẽ được bội thu. Người Nam Bộ nghĩ rằng cùng với linh hồn của ông bà tổ tiên bảo bọc còn có những vị phúc thần tác động đến đời sống tâm linh của họ. Bởi trong mỗi gia đình, xóm ngõ mà người ta cư trú, nơi hàng ngày sớm tối đi về, việc chăn nuôi, trồng trọt trong vườn nhà, chợ búa, buôn bán, ốm đau, cuộc sống con người luôn gắn bó với trời đất bao quanh, nên còn có biết bao điều khác nữa cần được các vị chở che. Theo phong tục cổ truyền mà ở miền Nam thì sau khi đầu năm thì sáng rạng ngày mùng 3 thì ông bà là có là ra cái lễ gọi là Tết nhà và Tết vườn, thì qua nghĩa là cũng ông bà nghĩa là cho trong một năm đó thì ông vườn bà vườn để nghĩa là phù hộ độ cho nghĩa là cây trái, nghĩa là cho nó được nghĩa là sum xê, trồng hoa thì được hoa mà trồng quả thì được quả. Đó, thì do đó là cũng như là nhớ đến cái ơn của nghĩa là ông vườn bà vườn là sáng ngày mùng 3 ra cái lễ Tết vườn. Tết Nguyên Đán từ bao đời nay luôn là lễ hội truyền thống lớn nhất, tiêu biểu nhất của người dân Việt. Là dịp cộng cảm của con người với vạn vật, cộng cảm giữa người sống và người chết, cộng cảm giữa cá nhân với gia đình, cộng cảm giữa làng nước và dân tộc. Trong dịp Tết, người Nam Bộ cũng sống trong lễ thức tôn nghiêm cùng đạo đức cộng đồng, trong sự tri ân cội nguồn tiên tổ. Ở trong khoảng không gian và thời gian thiêng liêng ấy, người ta càng muốn sống với nhau nhân ái hơn. Đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn được khơi dậy mạnh mẽ, tròn đầy hơn, góp phần nuôi dưỡng và phát huy truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Truyền thống yêu nước thương nòi, chịu thương chịu khó, đoàn kết, gắn bó, từ bi, nhân nghĩa, thiện ác phân minh. Nam Bộ, vùng đất mới với bao thăng trầm lịch sử, bao biến động nhân sinh. Theo thời gian, cùng với sự hòa nhập và giao lưu nhiều sắc thái văn hóa khác của các dân tộc anh em, họ đã chung sống hòa hợp, nương tựa, kế thừa và học tập lẫn nhau, khiến cho những sinh hoạt văn hóa lễ hội truyền thống thêm lung linh nhiều màu sắc, vừa rất riêng mà vẫn giữ được tính thống nhất của văn hóa Việt Nam.
những phong tục, tập quán tốt đẹp trong những ngày lễ Tết vẫn không bao giờ mai một. Bởi không ai có thể làm thay đổi được một sức mạnh. Đó là khát vọng một cuộc sống bình yên, là lòng hiếu kính tổ tiên và tình yêu con người của họ.